sáng nay nhậu kịp chưa, mà ra chuẩn bị dọn quán nè. Đó, chuẩn bị dọn quán mấy đứa này nó ra đấy đi vệ sinh nha. Đó, khách này là sáng sớm người ta đã dậy và đã đi làm ăn rồi, sáng này nó lại tiếp tục sang đây nè. Cứ mỗi buổi sáng là nó chạy sang đây nó kiếm đồ ăn đó mọi người, vì mình hay cho nó ăn buổi sáng và buổi chiều. Buổi trưa nhiều khi mình đi làm mà không có ở nhà cho nên mình không cho nó ăn nha. Buổi sáng và buổi chiều thì mình hay ở nhà mình cho nó ăn. Chạy qua đây nhìn cái mặt cưng nha, để coi tới gần nó chạy nha, tới gần nó chạy mặt cưng hết. Hiểu vậy không? Đúng rồi, cái chó nhà mình chạy đâu hết trơn rồi ta, chó mình rủ nhau chạy vô nhà hết trơn à. Đúng rồi, mau tới đây biểu. Ê, đừng có đứng lại, đừng có chạy, đứng lại coi, đừng cái coi, mau. Ê, đứng lại, quá khôn luôn. Bây giờ nè, nó sang đây nó chạy đi chơi nè. Đấy, nó lại chạy theo một bé gái nha. Đây, nó chạy theo một bé gái. Chạy đi đâu biết, chạy dọc theo quốc lộ luôn, lì quá chừng luôn. Đấy, đi xa quá chừng mắt nha. Đây á, là bé chó con của con Bông á mọi người. Đây bé chó con của con Bông này, bữa nay nó lớn chưa, mình cho bà chị nuôi á. Bây giờ nó thấy mặt mình á, nó rất là vui nè. Đây nó phấn khởi luôn á. Đây mới vừa bỏ xe xuống, mới dựng chân trống xuống thôi là nó chạy tới, nó bám theo mình liền. Nhìn mặt nó cưng lắm luôn á, nhìn rất là đáng yêu. Còn bà Sam này hôm nay cho đi theo xe nè. Đó, bà Sam là đi theo xe là bắt buộc bà phải đi theo nha. Cái cho bà ở nhà là bà không chịu nha. Đó, đi theo xe lắm lúc nhịn mưa, bị đói này kia, dầm mưa này kia, vậy mà khoái đi. Biểu ở nhà không chịu đâu, chỉ cần dắt xe máy ra cái là chuẩn bị là nó sẽ dọt lên, nó ngồi trên xe máy liền á. Nhìn nó rất là cưng, không nỡ để nó ở nhà, cho nên mình đi xe tải, cho nên mình thôi mình cho nó đi theo, cho nó ngồi lế bên phụ, nó làm lơ luôn. Đến khi nhiều khi buồn ngủ có nó cũng đỡ lắm nha mọi người. Bình thường á, không có nó mình hay bị nhiều khi ngủ gục quá, cho nên có nó nhiều khi lâu lâu quay ra cười tươi với nó, giỡn với nó, nhiều khi cũng là bớt đi cái gọi là cái gánh nặng buồn ngủ nha. Đấy, Sam biểu coi hả, ngồi trong máy lạnh mà thở như gì hả, hả để ngồi máy lạnh mà cũng thở vậy hả, thấy không khùng, thấy không khùng, thấy không khùng ơi. Hiểu rồi hả, khùng từ ngày ta biến hôm nay bé Bông nó khùng nè, rất là khùng luôn nha. Khùng biến dần một giải chiếu à, nhìn mặt cân chưa, hiểu rồi. Béo 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 chỗ nè, không chán hả, làm gì hả, ăn uống mà để to đó luôn hả, hả ăn uống mà bỏ to đó luôn đúng không, đấy coi không. Đây mọi người, từ cái ngày mà bé Bông á nó bị tai biến bữa nay về nó khùng khùng là nó khùng khùng, nó hết biết cha nó là rồi. Con mà mặc đồ con đồ trắng hay cha cũng đồ trắng nữa, nhìn hả, nhìn giống không, chồng nó vừa từ cái ngày mà bị tai biến nhìn nó cùng cùng nó lơ lơ, nhìn nó bị mất trí hay sao á, tai biến sau về bị mất trí hay gì á, nhìn nó cưng lắm nha, nó nhìn phải cưng lắm luôn. Nhân ơi, nhìn lơ lơ hả, đó trời ơi, bữa bị tai biến rồi nó chết rồi chứ, vô đi bệnh viện cứu sống rồi, giờ này đơ đơ. Bé Phong hồi xưa nó trải qua nhiều kiếp nạn nhất trong cái bầy chó mình nuôi nha, hồi xưa trong bầy chó mình nuôi là con Bông này có nhiều kiếp nạn nè, nó gì bị gì ta, rồi nó như gì chúng bả có nè, rồi bị tụt canxi nè, tụt canxi nè, xích mất mạng nè, tai biến rồi nay mai không biết bị gì nữa biết, rồi đây đây chào ổng rồi. Đây, đừng nó không nhận ra cha nữa nha, hả? Không, chuyển ai?
Đấy, mình bả rồi. Bữa nay bả nhìn về, nhiều khi bả thấy mình bả sủa luôn chứ mới dữ chứ. Thấy mình bả sủa luôn nha. Đúng em coi. Phải ẩm cái coi, ẩm cái gì, ẩm cái coi. Mới làm về mà. Hôm nay mới đi làm về tối nha. Đó, nó hơi xíu mà nó làm khó khăn á. Ổng mà không chờ ổng hồi ổng xa má. Nghe không? Đứng im coi. Nè, ổng gì vậy? Nói nha, cưng lắm mọi người. Yêu thương lắm luôn á. Đấy, nhìn cái mặt nó đáng thương nha. Đó. Bữa mình quay mấy đứa con rồi nó lên á. Đấy, cho mấy bà chị bả chăm sóc giùm. Nhiều quá mình không chăm sóc hết, bà chị phải chăm sóc bữa mình có quay á. Đấy. Bả làm cái gì ạ? Làm gì ạ? À, quậy không? Quậy không? Cho quậy cho coi nè. Ai hơn ai? Quậy không? Quậy mai. Đây. Ồ, bữa nay mập nha. Bữa nay mập. Bệnh mà mập. Mấy lần á, lên bệnh viện nhìn tội lắm nha. Nhất là cái đợt tụt canxi. Đợt tụt canxi lên nó nhìn nó nằm, nó rung, nhìn nó tội, muốn ứa nước mắt với nó nha. Thương lắm luôn. Cái gì trời. Đúng không ạ? Vừa đó ôm cái mặt lỏng dữ rồi. Ừ. Hả? Được không? Đã cho ôm không? Nè, không cho ôm ôm khác liền á. Nghe không? Không cho ôm là ôm đứa khác liền á. Đứng im mà. Sợ. Sợ ôm đứa khác là đứng im mà. Nhìn mặt rất là cưng nha. Ồ, làm gì nữa đây? Tới nữa rồi hả? Hả? Vậy không? Không? Ừ. Nhìn vậy á, bé bông mà mấy đợt mà mình không lanh lẹn, mình không đem đi bác sĩ kịp thời á, nhất bữa tụt canxi á, ra bác sĩ nói chỉ cần trễ một chút thôi là không xong liền. À, bữa ra nhìn đi không nổi luôn mà nó làm gì không phải làm gì đấy. Để coi làm gì ạ. À? Quá vậy hả? À? Trời ơi, rụng lông kìa. Người gì mà rụng lông quá chừng vậy? Hả? À? Gì nó tôi cái gì nè mặt này táp ra đi má nó đi đây đó không táp thì thôi dám táp mới sợ hả đẹp đẹp đúng không à. Mấy đứa này bữa nay mình triệt sản rồi triệt sản nó rồi nó không còn đẻ nữa nha bảo làm gì nó biết trời ơi yên cho tiếp rồi đi làm về mệt mà nựng cái coi là làm gì dữ rồi hả ơi không nựng cho nên nựng mấy đứa kia à sao không cho đúng không quyết tâm chưa để coi có đứa nào đó không đứa khác à được chưa làm cái nhoi nhoi như cái giò mấy nói ra mỗi lần đi xe về á à, công việc vất vả về 7-8 giờ tối á. Nhưng mà 7-8 giờ có bữa về 1-2 giờ khuya mình buồn ngủ tắm mình cũng chưa kịp tắm nữa mình đem lên mình cho bọn nó ăn uống rồi cho bọn nó này kia để cho bọn nó có nơi ăn chống ngủ trước là mình mới lo cho mình nha lắm lúc nhiều khi đi về một khuya quá mình cho bọn nó ăn xong mình cũng vô mình nằm vô mình ngủ luôn thì vẫn đem á mọi người tắm khuya dự định 1-2 giờ sáng tắm khuya á nó dễ bị đột quỵ á cho nên mình ít tắm mình chỉ nấu nước nóng mình chỉ sơ sơ cái thôi nha cái gì bà bông kia hả hả cái gì lúc nào cái gì ngứa à chụp lát nè lát lát sợ ai sợ ai hả làm gì giống như chưa biết cục chưa chụp lát nha cái này chụp lát nằm im luôn á nằm giống như cái cục mà tạm rồi mấy rồi hai con mấy con siêu mình đang giúp đó thả ra nó quậy quá cái bữa nó tông ngã luôn cái cây quay luôn Sam 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 biểu ơi Sam Sam ơi Sam biểu ơi đây 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 này là Sam đây Sam nè đó Sam bữa này sao thấy mập như vậy là gì mà có Sam hả có bầu nữa vậy nhớ tiệc sản rồi mà có bầu nữa sao thấy mập mập vậy hả đây chơi với em bông nè chơi với chị bông nhé chơi với chị bông đây cái lông nó vô mũi cha nè
để chơi với chị Bông nha. À, chào quay cho chị Bông nó bớt khùng quá. Cái Bông giờ này đang khùng á, quan trọng đi. Cho cái Bông nó bớt khùng á, đó nó khùng rồi đó. Nó nhìn chuẩn bị không biết con là ai, nó tưởng con là cục thịt mỡ đó. Nó tưởng con là cục thịt mỡ đó, không coi chừng nha. Nó đang bị khùng á. Nó tưởng con là cục thịt mỡ đó. Thôi đừng có chạy ở đây chơi. Ở đó đó làm gì mà làm gì. Nó mà sao đó. Ủa sao? Sợ nó hả? Hả? Con sợ bao cái gì? Thôi con Khùng đi chơi đi không? Khùng ơi, à, đi chơi đi, chơi đi. Thôi, chơi đi, chơi đi. Lo gì cho Khùng lắm rồi á. Đây là nó cưng lắm nha. Nó cưng lắm luôn. Dễ con, sợ nó hả? Con anh Hùng mà sợ gì? Đây, lơ xe số 1 rồi. Ở này thấy mập dữ lắm. Cái nhà này thấy mập vậy. Trời cái bụng này. Tiệt sản là không để có bầu nữa. Để ai vậy? Chị Bông, qua đây nè, chơi với Sam nè. Đấy, chơi Sam. Má. Hai đứa, con làm cho nó đỡ đỡ buồn đây. Ờ, bước về nè. Thôi chị ơi, chị đừng có cùng nữa nha. Thấy chưa? Chị đừng cùng nữa nha. Nhìn nó khùng khùng mà dễ thương. Gọi là triệu chứng của bị tai biến á, con người mình cũng vậy mọi người, con người mình giờ khi bị tai biến này kia là cũng hay bị khùng khùng đi điên vậy á. Mình ở nhà mình cũng thấy có nhiều người bị, mình biết nha, bị tai biến lên nhiều khi đái tháo đường chạy không kịp luôn á, đi vệ sinh nhiều khi chạy không kịp luôn á, rồi bị tim mạch bị tùm lum hết nha. Chơi nha. Tên, 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 tên. Sao ạ? Đi chơi đi. Đi chơi đi. Hai đứa thấy cha về nằm luôn hả? Còn một đứa nằm dưới võng đó nè. Không cưng nó không được nha. Để xem. Vô Ly, đúng không? Vô Ly. Để nếu mà làm sao xuống đi. Để bắt chị Vô Ly lên coi. Cưng mà không cưng đều sao được? Ấy da. Cưng mà không cưng đều sao được. Đây Yuli, bà già khó tính của thiên hạ, rất khó tính luôn, chỉ cần bất cứ một đứa nào là nó giận liền. Đây đây đây, muốn giọt mặt cưng chưa? Đấy, thì dễ thương. Con Yuli này là con chó của ai chạy vô mình, hình như ở với mình 10 năm nay rồi, nó chạy vô nhà nó ở với mình gần 10 năm rồi đó. Mình nuôi nó, chích thuốc nó, cái bụng nó này mọi người, cái bụng nó bữa mình quay đó, đây nó đang có một khối u trước á, cái khối u này là bữa mình đi, mình đi khám bác sĩ người ta nói là nó lành tính cho nên mình cũng để luôn nha. Đấy, nó lành tính thì mình để luôn, cái này gọi là phòng á, nó lành tính thì mình để luôn chứ nó ác tính là phải mổ cho nó nha. Vô đây rất là gần, nhìn cưng dễ yêu nhưng mà hay giận nhất trong bài, có người nhất trong bài và sao và vòng nhé, vậy vòng lông gì đâu, đứa nào đấy đổ lông dữ hả, phải cưng nhé, cưng sao được, nó ở đâu ở ngoài đường nó chạy vô tự nhiên nó mừng với mình nha. Mình nuôi nó hình như là đây 10 năm rồi, 10 năm hơn 10 năm rồi đó, vì nó ở với mình cũng khá lâu rồi nên tình thương của nó với mình cũng khá đặc biệt luôn. Đấy, nói cho giận giận chứ mỗi lần ăn uống gì ngon là cũng cho tụi nó ăn uống hết nha. Rồi bữa trắng lắm đây đây đúng không, đừng mấy đứa không phải đừng du ly chứ, đừng du ly sao được đúng không, cúi 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 đầu đây rồi đi, bây giờ cũng đã tối rồi, xuống hết đi rồi cha đi kiếm gì ra có ve gì ạ, không phải ve cái gì ạ, cái tường nó cục 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 thôi nha, xuống nha. Đây Julie xin chào mọi người, ai mọi người xem kênh đây mến, mọi người like ủng hộ cho kênh của cha con được tốt hơn nhé. Xuống đây nào, còn bé bông cùng đâu, bông cùng đây xin chào mọi người, đây bé bông cùng chào mọi người nhé. Rồi, cha phải đi kiếm cái gì ăn. Rồi,
dốt cho hai đứa đi vệ sinh thì nó mắc tè rồi, la rồi đó. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha. Bye đi nha. Đi nha. Ồ, đấy, buông nè, chào buông nè. Đúng không? Đứng rồi.